Không, chú ở đâu? Rồi quá trình đi mua như thế đó, rồi đi nhận hàng nhận sao? Đúng rồi. Hên ở đâu? Đi nhận hàng là nhận ở địa điểm nào? Ở Ba Hòn. Ba Hòn hay là có tiền 3 mấy triệu rồi nè? 3 mấy triệu là mấy cái vợ? Hôm nay nhận một cái gói quà, đúng không? Trong cái gói quà đó là có ma túy. Em đi tiền mượn của mấy Hải Phòng. Tiền mượn? Đi về qua đèn ra tới chốt Hòn Heo bị bắt, đúng không? Tôi đi Phú Quốc chơi quen người bạn. Nhận hàng á là đem về tới đoạn nào á thì bỏ. Rồi tôi có tiền tôi điện cho chị đó. Nguyễn Thị Túi. Tên Túi. Có không? Có chị thật nhỏ đó là tên Tú không? Mua không cộng 34 triệu. Nhiều. 34 triệu. Đi vô đây.